Nhóc sẽ nhớ tụi anh chứ? Dạ có, em sẽ rất nhớ các anh. Nhưng lần này em không đợi đi theo nữa đâu. Em đã quyết định sẽ tự đi một mình để trở thành một hải tặc. Có đòi theo thì anh cũng không cho Nhóc theo đâu. Làm sao mà Nhóc có thể trở thành hải tặc được chứ?